Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 59, một chén ước hẹn. Muốn đến trấn Tiêu Ngọc có 78 lối, ngày hôm nay trên con đường nào cũng có người vội vã chạy về hướng Lệ Nhân cư. Gió lạnh thổi hun hút, đường mòn mây hứng một trận tuyết vừa ẩm ướt lại lạnh lẽo âm u, bị ngựa dẫm ra vô số vũng bùn, khiến người ta đi lại càng khó khăn hơn. Có người chống một cây gậy trúc, run rẩy đi men theo con đường mòn lầy lội, với dáng đi chập chững siêu vẹo kia thì muốn đến chấn tiêu mọc e là mất cả ngày. Sau lưng hắn có người áo trắng đi theo, là một thư sinh tóc trắng, tấm áo mặc trên người thiêu đầy chữ. Thư sinh kia mặt như quan ngọc, môi đỏ như son, tướng mạo phong lưu tiêu sái, không biết năm nay bao nhiêu tuổi người chống gậy trúc loạn choạng tiến về phía trước, thư sinh tóc trắng phía sau đi một bước lại thở dài một nhịp. Ta bảo này, người không thể cải trang một chút à, định trưng bộ mặt đẹp như thần tiên, ấy ra cho người ta nhìn hà. Ta thấy người chỉ cần bước một chân vào chấn tiêu ngọc thôi thì trong 100 người sẽ có 120 người biết ngươi là liễu nhán, ngươi cứ chuẩn bị tinh thần bị ngàn đao băm vằm hoặc là bêu đầu quất xác đi. Ngươi im đi. Gương mặt liễu nhãn vẫn đáng sợ như cũ, có chỗ đã mọc ra non nhưng có chỗ vẫn còn đỏ âu, những vết sẹo đỏ rực nổi bần bật trên nền da trắng ngần, khiến người ta nhìn thấy một lần là không muốn nhìn thêm lần nữa. Thư sinh tóc trắng rũ từ trong tay áo ra một tấm mặt nạ da người. Nào nào nào, người đeo cái này lên, coi như người cá tính cao ngạo đi, cao đến mức ta bái phục luôn, nhưng người cũng phải thương cho cái thân ta đang làm bảo tiêu cho ngươi chứ. Ta sống cả đời tiêu dao, đến tuổi này rồi không muốn chết dưới loạn đau đâu ta còn muốn hưởng trọn tuổi trời cơ. Ôn vá đi mất. Liễu nhãn sốt ruột. Ngươi không thể im đi một lúc à. Thư sinh tóc trắng vỗ ngực. Ta vốn rất tiêu dao, chẳng qua định rủ tiểu thủy đi ăn canh đầu cá, ai ngờ đụng phải quỷ xui xẻo. Nếu biết tiểu đường ở đó thì ta thà chết không đi, bây giờ, ầy. Hắn lắc đầu quầy quậy. Liễu nhãn hừ khẽ. Ngươi đã lấy một tờ ngân phiếu 10.000 lượng vàng của y rồi, còn khóc lóc cái gì? Thư sinh tóc trắng kia đương nhiên là tuyết tuyến tử nổi danh giang hồ, nghe vậy lại càng ca cầm liên miên. Thì tiểu đường đang nợ ta 6 ngàn lượng vàng, giờ y đưa ta ngân phiếu 10 ngàn lượng, muốn ta trả lại 4 ngàn lượng cho y. Ta đây rong chơi giang hồ thanh bạch bần hàn, đào đâu ra 4 ngàn lượng mà trả y. Bây giờ lại thành ra ta nợ y 4 ngàn lượng vàng, nếu không nợ tiền y thì còn lâu ta mới chịu làm bảo tiêu cho ngươi. Mấy phi vụ lắm tiền đã nguy hiểm lại còn phiền phức này, chả bao giờ ta dây vào hết. Hắn vừa luyên thuyên vừa đột ngột úp tấm mặt nạ ra người kia lên mặt liễu nhãn, trong nháy mắt liễu nhãn đã biến thành một ông gừa mắt mờ chân chậm mặt đầy đồi mồi. Tuyết tuyến từ hài lòng vỗ tay. Thế này là an toàn rồi, đến mẹ người cũng không nhận ra nữa là. Hắn còn chưa dứt lời thì bỗng có hơn chục con chó nhảy ra từ bụi cỏ ven con đường mòn lầy lội, sủa ăng ẳng về phía liễu nhãn. Tuyết tuyến từ ngẩn ra, liễu nhãn cũng cau mày, có chuyện gì vậy? Quả nhiên không ngoài dự đoán, người có thay đổi muôn hình vạn dạng cũng không thoát được mũi chó đánh hơi. Nháy mắt có mười mấy tên áo đen lưng thiêu hoa mẫu đơn chui ra từ bụi cỏ hoang, một người trong số đó có dung mạo thanh tú, thần sắc lạnh lùng. Liễu nhãn và tuyết tuyến tử đều không nhận ra, thiếu niên áo đen trong mắt tràn đầy thù hận này chính là Thảo Vô Phương. Sau khi phong lưu điếm thua trận ở núi Hảo Vân thì hắn cũng mất tích, Thực ra chỉ truyền từ ngoài sáng vào trong tối, gia nhập đám yêu hồn tử sĩ dưới cờ quỷ mẫu đơn. Chó à? Tuyết tuyến tử há miệng nghẹn lời. Ai mà nghĩ đến chó chứ? Có bao nhiêu con? Tập trung hết vào con đường này à? Thảo vô phương bình thản đáp. Trên 8 con đường dẫn đến lệ nhân cư tổng cộng có 544 con chó, mùi đến từ phòng thuốc của ngươi trong thư mi cư mà người sắp được treo lên mái lệ nhân cư là Lâm Bô Lâm Công Tử. Thiên la địa võng rồi sẽ có một con đường bắt được ngươi hắn giang tay ra ống tay áo màu đen bay phất phơ trong gió đi với ta thôi liễu nhãn không để những con chó kia vào mắt hắn nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn thảo vô phương khi hoa vô ngôn chết ngươi hận ta không cứu hắn phải không thảo vô phương lạnh lùng đáp lẽ ra ngươi có thể cứu hắn nhưng ngươi lại đánh đàn tiễn hắn đi chết liễu nhãn bật cười ta không cứu phế vật thảo vô phương nổi giận hắn không phải phế vật hắn tận tâm tận lực vì ngươi thậm chí liều cả tính mạng nhưng khi hắn liều mạng vì ngươi thì ngươi lại ngồi một bên đánh đàn ngươi đánh đàn nhìn hắn chết ngươi ngâm thơ về cái chết của hắn ngươi chỉ coi hắn như một vở kịch kẻ giống như ngươi nên xuống địa ngục đi liễu nhãn lại cười trên gương mặt quái gở của hắn nụ cười mang theo cảm giác quái dị khó nói thành lời nếu hắn còn sống thì càng sống lại càng sai lầm khiến bản thân càng thêm khổ sở ngươi là bạn thân của hắn nhưng ngươi đâu có hiểu thảo vô phương cười lạnh nhìn dáng vẻ ngươi bây giờ mới là phế vật đang sống sờ sờ đó hắn chắp tay sau lưng bắt sống chừng mười tên áo đen vây kín xung quanh liễu nhãn và tuyết tuyến tử trường kiếm của thảo vô phương đã ra khỏi vỏ đâm thẳng vào vai liễu nhãn liễu nhãn chống gậy trúc lùi về một bước tuyết tuyến tử thở dài khoan đã hắn tiến lên một bước tiểu huynh đệ nếu ngươi chỉ có mười mấy người giúp sức, ta khuyên ngươi hãy mau dắt chó chạy đi. Thảo vô phương dương trường kiếm, liễu nhãn ngước mắt nhìn lên. Ống tay áo tuyết tuyến tử chợt bay phất phơ, một người đàn bà áo đỏ thong rong ló ra nửa gương mặt từ sau gốc cây, da trắng tóc đen, thướt tha thủy mị, nhìn tuyết tuyến tử mỉm cười yêu kiều. Tuyết lang, hai ta đã ba mươi năm không gặp, chàng vẫn phong lưu động lòng người như thế. Tuyết tuyến tử lại thở dài lông mày quá ngắn, mặt quá dài, mũi tẹt răng lởm chởm, 30 năm rồi ngươi vẫn như xưa. Người đàn bà áo đỏ nấp sau gốc cây bật cười khanh khách. Mỹ nhân mà Tuyết Lang từng gặp đâu chỉ ngàn vạn người, ta nào dám tự cho mình là mỹ nhân chứ? À thước tha bước ra, vẻ mặt thân thiết cứ như gặp lại bạn thân đã xa cách nhiều năm. Liễu nhãn thoáng giật mình, người này là... Thiên hình hóa ảnh. Hồng thiền nương tử, cao thủ dùng độc nổi tiếng đã mấy mươi năm, dù là tuyết tuyến từ danh chấn giang hồ cũng chưa chắc đã chiếm được lợi thế với à. Hắn còn đang kinh ngạc thì lại có một người đứng gần đó thong thả bước tới. Người này trột một mắt, toàn thân đầy sẹo, trên cổ có một cái lỗ đen tôi đang phập phồng theo từng nhịp thở của hắn, nhìn mà ghê cả người. Liễu nhãn bắt đầu cảm thấy căng thẳng, hắn là dư khớp phượng. Tuyết tuyến từ bật cười ha ha. 30 năm rồi ta chưa gặp đối thủ đâu. Hồng Thiền Nương Tử mỉm cười yêu kiều. Ấy già, ta cũng đâu muốn làm đối thủ của Tuyết Lang. Chỉ cần ngươi cho ta hôn một cái, thì dù có chết cũng cam tâm. Dư khớp phượng trầm chậm, chậm đi đến bên cạnh Hồng Thiền Nương Tử, vạn cây thiết kiếm dì xét loang lổ, thong thả cất giọng khàn khàn quái gờ. Được đánh một trận với Tuyết Tuyến Tử, cũng không làm nhục cái tên kiếm vương. Thảo vô phương dẫn thuộc hạ lùi về một bước, nhìn trong chọc vào liễu nhãn đang đứng sau lưng Tuyết Tuyến Tử tuyết tuyến từ một thân áo trắng bay bay đối đầu với hai kẻ địch lớn nói có sai đâu mùi vị nợ tiền người ta đúng là không hề dễ chịu khổ cái thân ta đã già còn phải bán mạng vì tiền đúng là vừa đáng thương vừa bất lực liễu nhãn hạ giọng nói ngươi đi đi tuyết tuyến từ bật cười ấy già dù ta có muốn chuồn thì cũng phải dắt theo bốn ngàn lượng vàng nhà ngươi chứ ngươi phải tin ta liễu nhãn đáp được mây đen cuồn cuộn gió lạnh nổi lên đường mòn cỏ hoang kéo dài vạn dặm đó chính là chân trời góc bề dư khớp phượng trầm chậm nâng thanh tàn kiếm lên mời chỉ giáo tuyết tuyến tử gật đầu ánh mắt hắn dừng lại trên thanh tàn kiếm của dư khớp phượng thanh kiếm này đã rất tàn tả nhưng chiêu tây phong trảm hoang hỏa vẫn không thể xem thường hồng thiền nương tử mỉm cười dịu dàng ôi chẳng coi người ta ra gì hết tuyết lang làm người ta đau lòng quá đi Nói đến đây thì phất tay áo, một làn xương đỏ bay về phía tuyết tuyến tử, không cần nói cũng biết đó chắc chắn là một làn xương độc. Tuyết tuyến tử đứng yên như tưởng, làn xương độc kia quấn lên quần áo hắn, nháy mắt đã ăn mòn vài vóc, chọc ra mấy lỗ nhỏ trên vạt áo trắng như tuyết. Nhưng xương độc bay qua gò má hắn lại giống như mất tác dụng, lướt đi không để lại dấu vết. Hồng thiền nương tử ngẩn người, tuyết tuyến tử có nguyên công tinh thuần không sợ kịch độc, làn xương độc của ả à có thể ăn mòn máu thịt nhưng lại chỉ hòa tan quần áo hắn. Ả à lập tức xoay cổ tay, rút ra một thanh loan đao cầm chắc. Lưỡi đao kia lấp lánh ánh lam, không biết đã tẩm bao nhiêu chất kịch độc, một chiêu lâm phong vọng nguyệt lập tức nhắm vào cổ tuyết tuyến tử. Tuyết tuyến tử vẫn nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm của dư khắp phượng, loan đao của hồng thiền nương từ ập đến, bỗng trước mắt nhoáng lên, tuyết tuyến từ người vẫn đứng yên mắt, không rời kiếm, bỗng dưng lùi về ba bước, tránh được thanh loan đao của ả. À. Mà rốt cuộc hắn đã làm như thế nào thì liễu nhãn cũng không nhìn ra, cứ như thật sự biến mất vào hư vô rồi lại hiện ra từ hư vô vậy. Tuyết lang đúng là quỷ thần khó lường, nhưng nghe nói loại công phu hoán đổi vị trí này có luyện giỏi hơn nữa cũng chỉ có thể biến hóa trong phạm vi một trượng, người vẫn là người, không thể nào biến mất được. Hồng thiền nương tử mỉm cười dịu dàng, giải lụa đỏ giật nhẹ, định chụp thẳng xuống đầu tuyết tuyến tử. Giải lụa đỏ kia phất đến giữa không trung, bốn góc bay lên cao rồi xòe ra rộng bốn thước vuông, giống như một tấm lưới lớn chụp xuống đầu tuyết tuyến tử và liễu nhãn. Tuyết tuyến tử khẽ phất ống tay áo, một tiếng xoẹt vang lên, tấm lụa đỏ nháy mắt đã thủng một lỗ to ở giữa. Lụa đỏ rách làm năm làm bảy rơi đầy đất, thân hình hồng thiền nương từ vặn vẹo như rắn, xuyên qua những mảnh vải đỏ rơi rụng một đao nhắm thẳng vào ngực tuyết tuyến tử công phu tuyết lang quả là hơn người dùng mạo ả à tầm ba bốn mươi tuổi nhưng thực tế đã là bà lão sáu bảy mươi thế mà thân thủ ả à vẫn còn mạnh mẽ một đao chém ra mang theo mấy chục năm công lực tuyệt đối không tầm thường ánh mắt tuyết tuyến tử vẫn không rời khỏi thanh tàn kiếm của dư khớp phượng thân hình chớp động lại mang liễu nhãn lùi về thêm bốn thước đúng vào lúc hắn hoán đổi vị trí kiếm của dư khấp vượng rít lên làm phong vân đổi sắc một kiếm lao tới vun vút nhắm thẳng vào ngực tuyết tuyến tử hồng thiền nương tử cũng xoay người thanh loan đao màu lam chém vào lưng tuyết tuyến tử trong nháy mắt kiếm khí đã khơi lên bụi đất đầy trời một luồng ánh sáng màu lam quái dị xuyên qua lớp lớp khói bụi giữa đám bụi khói truyền ra một tiếng rít kỳ quái tuyết tuyến tử chắp tay sau lưng tay áo trắng bỗng vung lên. Liễu nhãn vẫn đứng sau lưng tuyết tuyến tử, một kiếm của dư khớp phượng hợp sức với một đao của hồng thiền nương tử làm hắn căng thẳng vô cùng. Cho dù võ công của hắn chưa mất hết thì cũng không đỡ nổi một đòn dốc toàn lực của hai người này. Tuyết tuyến tử vung tay áo trắng, kiếm của dư khớp phượng xuyên thẳng qua áo đâm vào ngực. Bàn tay tuyết tuyến tử vuốt ngược lên theo thân kiếm, nhẹ nhàng vỗ vào tay dư khớp phượng. Mấy mươi năm công lực của dư khớp phượng lại thêm tinh quỷ cửu tâm hoàn triệu uy tay kiếm vững vàng có thể nói là thiên hạ vô song một trường này không thể lay động đường đi cua tàn kiếm chỉ thấy lưỡi kiếm sắp đâm vào ngực ấy vậy mà trong tích tắc chạm đến lồng ngực tuyết tuyến tử đã liên tiếp gãy vụn mảnh sắt vỡ dài đầy đất dư khớp phượng ngẩn người vỗ thêm một trường công lực hắn thâm hậu thế mà kiếm thép trên tay lại không đỡ nổi một cái vuốt nhẹ nhàng của tuyết tuyến tử Tuyết tuyến tử mỉm cười với hắn, vung tay lên đỡ, song trường đụng nhau ầm ầm, hai bên ngang tài ngang sức, ai cũng lảo đảo mất một nhịp. Đúng lúc kiếm kia vừa gãy thì loan đao màu lam của hồng thiền nương tử đã rít lên sau lưng, chém đến vạt áo sau của tuyết tuyến tử. Liễu nhãn chợt vung gậy trúc lên, gậy nhẹ một cái lên đao của à. Một tiếng bụp nhỏ vang lên, cây gậy trúc cháy xém một mảng, từ ruột trong thanh loan đao màu lam kia bỗng chui ra mấy con trùng nhỏ màu trắng ngọ nguậy như rắn nhào vào sau lưng tuyết tuyến tử liễu nhãn vẫn giữ được bình tĩnh khi tuyết tuyến tử còn đang rằng co với dư khớp phượng gậy trúc thay đổi bảy tám thế chiêu nào cũng nhắm vào đám trùng nhỏ kia tay hắn dù yếu ớt nhưng vẫn còn chiêu thức đám trùng độc này tuy đáng sợ nhưng không chịu nổi một cái chọc của gậy trúc hồng thiền nương tử ồ lên kinh ngạc thu đao lại Ngươi vẫn còn dám động thủ cơ à, to gan thật đấy. Liễu nhãn đứng sau lưng tuyết tuyến tử, gậy trúc chống xuống đất, đầu gậy cháy xém kia vỡ vụn làm hắn lào đảo. Dù hắn đang đeo mặt nạ ra người, nhưng hồng thiền nương tử cũng nhìn ra nét mặt hắn không hề thay đổi. Chỉ cần tuyết tuyến tử đứng ở đây thì hắn sẽ đứng sau lưng tuyết tuyến tử, hồng thiền nương tử chém một đao thì hắn ngăn một đao, chém hai đao thì cản hai đao. Liễu tôn chủ, Hôm nay ngươi đúng là khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Hồng Thiền Nương Tử mỉm cười yêu kiều. Trước đây ta cứ tưởng ngươi là hàng gối bông theo hoa chỉ được cái mã thôi đấy. Không ngờ bị lột mất ra mặt rồi thì bắt đầu sống có tình có nghĩa. Đám nha đầu sống chết vì ngươi cũng coi như không nhìn lầm người. Đáng tiếc tình nghĩa của ngươi đặt sai chỗ rồi. Hắn là bạn tốt của Đường công tử, kẻ thù không đội trời chung của ngươi đấy. lẽ nào không phải địch thủ của ngươi? Ngươi liều mạng che chắn cho hắn làm gì? Liễu nhãn lạnh nhạt liếc à một cái. Láo yêu bà. Hồng Thiền nương từ ngẩn ra rồi nổi giận đùng đùng, vùng đao chém ngang eo hắn. Đời này à hận nhất, ai nói mình già, Liễu nhãn còn cố ý chọc vào nỗi đau của à. Tuyết Tuyến Tử vốn đang rằng co với Dư Khấp Phượng, nhìn nhau không chớp mắt, nghe vậy bỗng nhe răng cười. Nói hay quá đi mất. Dư Khấp Phượng thấy hắn há miệng ra thì chập món tay lại đâm về phía trước một luồng kiếm khí vọt ra từ đầu ngón tay, tuy không có uy lực của một thanh kiếm sắc nhưng khoảng ở cách quá gần cũng tung hoành tự do, vô cùng lợi hại. Tuyết tuyến tử phất tay áo, hồng thiền nương tử liếc thấy liễu nhãn dưới đao của mình được ống tay áo trắng của hắn che đi, dư khớp phượng lại thấy tuyết tuyến tử biến một ra hai rồi ra ba, nháy mắt đã hóa thành mấy chục ảo ảnh không giống nhau thì ngần người. Đúng lúc hai người cùng ngẩn ra thì hai tiếng bụp bụp vang lên, cả hai đồng loạt nhổ ra một ngụm máu tươi, sau lưng trước ngực mỗi người đều trúng một trường. Ngay sau đó tuyết tuyến tử khẽ cười, mang theo liễu nhãn phiêu giật lướt đi. Dư khớp phượng cố nén nội thương, bổ thêm một trường theo hướng tuyết tuyến tử rời đi. Chỉ thấy cỏ cây đổ rạp, người đã không còn bóng dáng. Hồng thiền nương từ lào đảo vài bước rồi kêu lên thất thanh. Thiên tung cô hình biến. Dư khớp phượng hừ lạnh. Giỏi lắm chiêu cuối cùng đả thương địch thủ của Tuyết Tuyến Tử có lai lịch vẻ vang, một người có thể hóa ra mấy chục ảo ảnh, mà những ảo ảnh này lại vừa hư vừa thực, đều có thể xuất trưởng đả thương người, đòi hỏi cực cao về sức chân, sức eo và thân pháp của người luyện nó. Hơn nữa lúc ra chiêu sẽ nhanh chóng tiêu hao công lực, nếu không phải cao thủ trong cao thủ thì không ai dám dùng. Nếu chiêu này không thành công thì thường tàu hòa nhập ma một tuyệt chiêu hung hiểm đến thế mà tuyết tuyến tử thi triển hết sức nhẹ nhàng, tiêu sái phiêu giật, tô vi quả nhiên là kinh người. Không hổ là đệ nhất quái khách giang hồ. Hồng thiền nương tử đưa tay ra vén những lọn tóc rối, nhẹ nhàng thở hắt ra. Dư khớp phượng cất giọng khàn khàn. Dựa vào tổn thương của hắn và trường lực của hai ta mà phán đoán thì dù thi triển thiên tung cô hình biến, hắn cũng sẽ bị thương, bằng không trường này còn đặc sắc hơn nữa. Hồng thiền nương tử cười. Nói cũng đúng, đuổi theo. Hai người vận khinh công, đuổi theo hướng tuyết tuyến tử trốn đi. Tuyết tuyến tử nhấc liễu nhãn lên chạy vào sâu trong rừng, thân hình lao vun vút lên đỉnh núi. Lên đến nơi, hắn thả liễu nhãn xuống, hai người đưa mắt nhìn lại thì thấy khói đen bay lên mờ mịt từ sơn cốc gần đó. Mơ hồ nghe tiếng ồn ào huyên náo, không biết có bao nhiêu người đang quậy tưng bừng bên trong, không khỏi ngần người. Tuyết tuyến từ nheo mắt nhìn về phía xa. Ai đang làm loạn trong sơn cốc? Liễu nhãn mơ hồ nhìn thấy một bóng người màu vàng nghiêng ngả lướt qua đám người áo đen. Mà người áo vàng hễ đi qua liều vải nào là nơi đó lập tức bốc cháy. Tỏa ra khói đen nồng nặc, không biết hắn dùng thứ gì để châm lửa. Thân thủ khá quá đi mất, chỉ tiếc không phải người đẹp. Tuyết tuyến tử nhìn rõ rồi thì tấm tắc ngạc nhiên. Đám liều vải kia đều dệt từ tơ tầm đặc biệt, đá chống nước lại chịu lửa, đao kiếm khó chém rách, lửa bình thường không đốt được, phải là lửa mạnh đủ sức nung chảy sắt thép mới đốt được tơ tầm này. Kẻ kia phóng ra ám khí ma sát với lều vải, đẩy nhiệt độ lên cao đến mức châm lửa đốt được lều, có thể thấy tốc độ của ám khí đúng là đáng sợ. Liễu nhãn nghe được hai chữ ám khí thì giật mình, là Phương Bình Trai. Hắn nhìn cảnh hỗn chiến dưới núi không chớp mắt, Phương Bình Trai đã đến rồi, vậy Ngọc Đoàn Nhi đâu? Còn nàng, còn nàng thì sao? Họ đã đến thật rồi. Kia có phải là học trò ngươi mới nhận mà tiểu đường kể với ta không? Tuyết tuyến tử còn đang tấm tắc kinh ngạc. Ta thấy học trò ngươi thừa sức làm sư phụ ngươi luôn đấy. Chỉ riêng công phu phi đao thôi cũng đã sớm độc bộ giang hồ rồi. Ngươi đến lệ nhân cư để tìm hắn à? Ta đưa ngươi xuống. Liễu nhãn chống gậy trúc, nhìn bước chân Phương Bình Trai xông pha trong trận địa, gậy trúc lại khẽ run. Hắn đang làm gì? Tuyết tuyến từ đập bốp vào sau gáy hắn. Ngươi bị ngốc à, có kẻ dắt đến đây mấy trăm con chó, bày thiên la địa võng để bắt ngươi. Dưới đáy sơn cốc chính là đại bản doanh của quân địch, hắn xông vào trận địa phe địch đương nhiên là muốn trừ họa cho ngươi, lẽ nào ngươi không nhìn ra. Liễu nhãn cảm thấy trời đất quay cuồng, thoáng trao đảo một nhịp rồi hạ giọng nói. Ta, ta vẫn tưởng, hắn chẳng qua là ôm mưu đồ khác. Ha ha, trên đời này được mấy người không ôm mưu đồ khác nhưng người ôm mưu đồ khác cũng không nhất thiết phải đối xử tệ với ngươi. Tuyết tuyến từ nhuển miệng cười. Vì ngươi mà đến tận đây cũng không dễ dàng gì, đồ đệ của ngươi tốt với ngươi lắm đấy. Liễu nhãn gật đầu. Những người này là thuộc hạ của quỷ mẫu đơn, quỷ mẫu đơn đứng đầu thất hoa vân hành khách, có quan hệ mật thiết với phong lưu điếm, thiên la địa võng bày ra hôm nay chắc chắn không chỉ nhắm vào một mình ta. Tuyết tuyến từ thờ dài ta chỉ quan tâm đến bao giờ ta mới được đi ăn canh đầu cá với tiểu thủy đây. người cứu được thư sinh họ lâm rồi thì sẽ đi theo đồ đệ ngươi, có đúng không? liễu nhãn gật đầu, tuyết tuyến tử cười ha ha. vậy thì đi cứu người thôi. trong lòng hai người hiểu rõ khắp nơi đều là chó săn mà quỷ mẫu đơn dắt đến, nên không dám nán lại lâu trên đỉnh núi. tuyết tuyến từ lại nhấc liễu nhãn lên, chạy nhanh về phía sơn cốc có phương bình trai lưỡi đao như tuyết ngọc bay lượn khắp nơi, mở ra một con đường máu. Phương Bình Trai dùng phi đao hộ thân, từ hướng đông lao về trấn tiêu ngọc ở hướng tây, đi đến đâu máu văng tứ tung, lều vải bốc cháy đến đó. Yêu hồn tử sĩ dưới quyền quỷ mẫu đơn khó lòng ngăn cản, lần lượt chạy trốn. Đao tuyết dài chừng một tấc càng múa càng mạnh, giống như vũ điệu quay cuồng của ngàn vạn bông tuyết, từng cánh hoa rơi rụng tan nát. Khi phát huy đến tận cùng thì gần như không còn nhìn rõ màu áo vàng của Phương Bình Trai nữa, mà chỉ thấy ánh đao lấp lóe như quả cầu tuyết lăn. Xung quanh chỉ còn người bị thương và lửa bốc lên mùn ngụt, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai. Hắn không định xông qua một chốc rồi lùi lại sau, hắn muốn xông thẳng đến chấn tiêu ngọc, bước chân không nán lại chút nào. Lệ nhân cư là nơi quỷ mẫu đơn khơi lên sóng gió hôm nay, là âm mưu nhằm vào liễu nhãn cũng là khúc mắc trong lòng hắn. Hơn 10 năm trước, hắn mời một bữa tiệc rượu nơi đây, kính mai hoa dịch số và cuồng lan vô hạnh mỗi người một chén. Chén rượu độc kia hạ gục được mai hoa dịch số, nhưng không hạ gục nổi cuồng lan vô hạnh. Tâm trí Phương Bình Trai thoáng ngẩn ngơ, hôm đó sau khi Tam Ca trúng độc đã đánh hắn một trường, võ công của hắn thua xa Tam Ca, trọng thương suýt chết, là thất đệ ra tay cứu mạng hắn. Rồi sau đó Thất Đệ lại lấy thuốc giải của chén rượu độc kia ra trao đổi với Tam ca, muốn hắn giết Nhị ca. Mọi chuyện thay đổi bất ngờ như vậy, từ huynh đệ tình thâm biến thành huynh đệ tương tàn, trong chớp mắt tính mạng của người kia chẳng đáng là gì nữa, giết người chỉ như giết gà, không lưu luyến chút nào. Tình cảm ngày xưa giờ đây chỉ như cơn gió thoảng, không để lại bóng dáng. Tất cả là lỗi của ai? Của hắn ư? Nếu biết trước kết cục của mọi thứ, hắn có còn chọn hai chén rượu độc kia không? Câu hỏi nếu như, vĩnh viễn không có đáp án. Một tiếng keng vang lên, Phương Bình Trai quay phát đầu lại. Thêm một loạt tiếng keng 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 giống như trông gió gặp phải trận cuồng phong, hơn 10 lưỡi phi đao bay lượn quanh người hắn lần lượt rụng xuống. Hắn kéo tay áo thu đao lại, đám yêu hồn tử sĩ xung quanh nhau nhau tránh đường, một người mặc áo bảo đen bay phất phơ, đứng dựa vào một gốc đại thụ đằng sau gốc đại tụ kia đi qua sông là đến trấn tiêu ngọc người này mặc áo bảo đen thiêu mẫu đơn mặt mày xấu xí thế mà trên người lại tỏa ra một mùi hương thấy phương bình trai xông qua trận địa mà tới hắn nhếch khóe môi đầy mỉa mai lục đệ người to gan thật đấy phương bình trai cầm quạt đỏ cười ha ha xưa nay lá gan ta vẫn to mà đại ca giờ mới biết sao nếu lá gan của ta không lớn thì 10 năm trước làm sao dám mời các ngươi uống rượu, lại còn dám hạ độc trong rượu để giết người. Tiếc là ta hạ độc không đủ mạnh tay, nên chẳng ai chết vì độc, chỉ vô cớ hại chết nghị ca. Mây trời lãng đãng, gương mặt tròn của hắn tràn đầy ý cười, nói năng rõng rạc giống như chỉ đang bàn chuyện thời tiết. Tâm tư của ngươi, ta và thất đệ đều nhìn thấu. Quỷ hỗ đơn áo đen cười nhạt. Thẳng thắn mà nói, ngươi muốn giết chu nhan, chén rượu độc 10 năm trước đã không giết được thì 10 năm sau ngươi vẫn không giết nổi đâu. Dù ngươi có học được thuật âm sát của liễu nhãn thì cũng chưa chắc giết nổi chu nhan. Hắn lạnh lùng nói, thất đệ có ơn cứu mạng ngươi, ta chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với ngươi, dù ngươi có đả thương thủ hạ của ta thì ta cũng không ra tay với ngươi. Ngươi muốn giết chu nhan, ta và thất đệ đều có thể giúp, chỉ cần. Chỉ cần ta vứt bỏ vị sư phụ thảm hại đáng thương kia của ta mà đầu quân cho các ngươi. Phương Bình Trai phe phẩy cây quạt đỏ. Phương Bình Trai ta đây thật sự có giá đến thế kia à? Quỷ hỗ đơn giơ tay chỉ trời. Người có biết ta bày ra thế trận ở lệ nhân cư là vì sao không? Ta đặt thiên la địa võng, dù các môn phái giang hồ đến, ta phải lấy đầu liễu nhãn rồi lên nắm đại quyền trong thiên hạ, mời lục đệ ngươi một chén rượu. Hắn gằn từng chữ. Ta đảm bảo, đó tuyệt đối không phải rượu độc. Cây quạt đỏ của Phương Bình Trai thoáng ngừng lại. Ngươi muốn ủ rượu luận anh hùng với ta? Quỷ gỗ đơn uy nghiêm nói. Không, ta muốn ủ rượu luận thiên hạ với ngươi, thiên hạ không chỉ có giang hồ. Hắn ngửa mặt lên trời mà cười, sắc mặt thê lương. Hôm nay ta bắt sống liễu nhán thì sẽ nắm giang hồ trong tay, ngày sau mưu đồ thiên hạ, dù là chân long thiên tử thì làm gì được ta? Giang sơn tươi đẹp, thiên quân vạn mã, lục đệ có muốn hưởng cùng ta không? Phương Bình trai ta đây thật sự có giá đến thế sao? Phương Bình trai nhìn quỷ mẫu đơn đăm đăm, "Ta chỉ có tấm thân này, đâu như đại ca có ngàn vạn tử sĩ, cũng chẳng bằng thất đệ quỷ quyệt khôn lường, các ngươi dụ ta về làm gì?" Quỷ mẫu đơn âm trầm nói, "Lục đệ khiêm tốn quá rồi, ngươi là ai, ta và thất đệ đều hiểu rất rõ. Rượu của ta vẫn đợi ngươi trên tầng cao nhất của Lệ Nhân cư, đừng để chén rượu kia cho chó uống." Gã vung tay lên, "Nhường đường." yêu hồn tử sĩ bốn bề chậm rãi lùi về sau, nhường ra một lối đi. Phương Bình Trai lắc đầu thở dài. Ta cứ ngỡ mình đã cách giang hồ rất xa rồi, không ngờ gió thổi lá phong đỏ rụng đầy nhà, thân ở trên núi nào biết cảnh đẹp ra sao. Đáng tiếc, đáng cười. Hắn phe phẩy quạt lướt đi, bóng lưng phiêu lãng vẫn hướng về chấn tiêu ngọc. Quỷ mẫu đơn âm trầm nhìn theo bóng lưng hắn, mảnh đất hoang vu dựng đầy liều vải chìm trong sự tĩnh mịch chết chóc đằng xa, tuyết tuyến tử đang kéo theo liễu nhãn chạy đến, chợt thấy tử sĩ áo đen rẽ sang hai bên nhường đường cho Phương Bình Trai đi qua, quả là bất ngờ. Ấy già, dạ, tình hình có gì đó sai sai, hình như đồ đệ ngươi bắt tay làm hòa với kẻ thù, biến địch thành bạn rồi. Liễu nhãn thản nhiên đáp. Không đâu. Tuyết tuyến tử tiếc. Tin nhau quá nhỉ, nhưng hình như ngươi cũng không hiểu rõ đồ đệ của ngươi đâu, chẳng biết đào đâu ra lòng tin nữa thấy tình hình không ổn hắn keo liễu nhãn trốn vào rừng rậm tạm thời lánh đi con đường dẫn đến trấn tiêu ngọc mà không đi qua hà huyện thì phải vòng qua hai ngọn núi a thùy vì ngọc đoàn nhi chậm chậm bước đi ngọc đoàn nhi ném bội kiếm giả là một thiếu nữ ngô nghê qua đường vừa đi vừa tán gẫu với a thùy thong thả hướng về trấn tiêu ngọc dọc đường họ gặp rất nhiều người giang hồ vung roi thúc ngựa lao đi đúng là chẳng mấy ai để ý đến hai vị cô nương trên đường không mất quá nhiều thời gian, hai người đã bước vào trấn tiêu ngọc. Dân chúng ở đây đã tránh đi nhiều, chỉ còn người trong võ lâm vây kín từ trong ra ngoài trấn nhỏ. Lúc này ai nấy ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất của lệ nhân cư, chỉ thấy một người bị trói chặt hai tay treo chính giữa ba chữ vàng lệ nhân cư. Đây là một vị thư sinh áo xanh mặt mũi xa lạ không ai quen biết. Ngọc Đoàn Nhi vừa thấy đã khẽ A lên rồi kéo tay áo A Thùy. Thư sinh họ lâm kìa. A à, Thùy dần nảy mình, vị thư sinh áo xanh treo trên mái nhà chính là Hoàng Hiền Tiên sinh có ân với Ngọc Đoàn Nhi và Liễu Nhãn. Thấy người kia dù bị treo lơ lửng nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên, không có vẻ gì là rằng co dẫy rùa, trong lòng nàng thoáng sinh lòng khâm phục, lập tức kéo tay áo Ngọc Đoàn Nhi, nhỏ giọng nói. Đi với ta. Hai cô gái ôm đứa bé đi vào cửa sau của lệ nhân cư, những môn phái khác cũng nhìn hai nàng mấy lần nhưng không quá để tâm trên dưới lệ nhân cư đều có yêu hồn tử sĩ của quỷ mẫu đơn canh giữ a thủy bế phụng phụng đi đến cửa sau rồi bước vào hết sức tự nhiên lý bá lý bá trong lệ nhân cư có người đáp lại a Thùy lại cao giọng nói hôm nay không thu được nhiều ngọc tiêm đâu ta đi sang huyện bên mà cũng không có người trong lệ nhân cư thở dài không có thì cũng đành chịu gần đây toàn hung thần ác sát tìm tới ngọc nương vào đi sắp đồ ăn giúp ta làm giúp ta hết chỗ cá kia. A à, Thủy đáp lại rồi kéo Ngọc Đoàn Nhi vào. Yêu Hồn Tử Sĩ giữ cửa thấy hai người ngoại hình đẹp đẽ, không nhìn ra họ biết võ công nên không ngăn lại. Ngọc Đoàn Nhi lấy làm lạ. Tỷ quen người trong này à? A à, Thủy kéo tay nàng, cúi đầu đi vào sân nhỏ bên ngoài phòng bếp mùi xuống. Trên đất là đủ loại cải xanh, mấy chậu cá đang moi ngóp, còn có một đống sách bò chưa rửa tỏa ra mùi ngai ngái. Trong phòng bếp đang làm đồ ăn không để ý người đi vào là ai. Nàng sắn tay áo lên bắt đầu nhặt rau, sắc mặt không đổi, khẽ cười. Ta cảm thấy lệ nhân cư rộng lớn thế này, chắc chắn không thiếu người họ lý. Ngọc Đoàn Nhi hoảng hốt. Tỷ, tỷ không quen ai trong này sao? Ngọc Tiêm là gì? A à, Thùy Thủy đáp. Một loại nấm bạch ngọc hiếm gặp, rất thịnh hành trong các tửu lâu ở Lạc Dương. Ta nghĩ nếu trưởng quỹ nơi đây đến từ Lạc Dương thì chắc chắn sẽ có món này nấm bạch ngọc phải lên núi hái mỗi ngày, số lượng rất ít, mà không phải ngày nào cũng có, cho nên cứ thử một lần. Ngọc Đoàn Nhi thở dài. Tỷ to gan thật đấy, bây giờ chúng ta làm gì? Ở đây nhặt rau làm cá à? A à, Thủy bế phụng phụng, nhặt rau không tiện, nàng nghĩ rồi đáp. Muội bế phụng phụng ngồi bên này giúp việc, người khác mà hỏi muội là ai thì cứ bảo là biểu muội của Ngọc Nương, hôm nay Ngọc Nương bận không tới, muội đến làm thay nàng ấy ngọc đoàn nhi cau mày hỏi vậy còn tỷ thì sao ta lên đó xem thử a à thùy thì thầm khóe mắt nàng liếc lên lầu lâm bô bị treo ngay ở bảng hiệu gắn trên tầng hai xem có tìm được cơ hội thả lâm công tử ra không ngọc đoàn nhi lại thì thao nguy hiểm lắm trên kia chắc chắn toàn là cao thủ tỷ cứu hắn bằng cách nào a à thùy lắc đầu ta chỉ lên xem thôi nếu không tìm được cơ hội thì sẽ không tùy tiện ra tay nàng vỗ ngọc đoàn nhi nhẹ nhẹ muội muội ta lớn hơn muội mấy tuổi cũng gặp nhiều chuyện hơn muội rồi cho nên ta không sợ muội ngồi đây cẩn thận một chút nếu không ứng phó được thì bế phụng phụng nhảy qua tường chạy đi ngọc đoàn nhi khẽ đáp ta không trốn đi đâu nhưng ta nhất định sẽ bảo vệ phụng phụng a à thùy việt đầu vuốt tóc nàng rồi xoay người đi về phía cầu thang ngọc đoàn nhi bế phụng phụng ngồi trong sân nhặt rau vừa làm vừa dõi theo bóng lưng A Thùy. A Thùy cao hơn nàng một chút, dáng người thướt tha, bước chân bình thản. Nàng vẫn cảm thấy vị tỷ tỷ này rất bất hạnh, trải qua nhiều long đong, đôi khi quá rừng rưng lạnh nhạt, khiến người ta cảm thấy khó gần, thở ơ đến mức dường như chỉ còn thân xác. Nhưng có đôi khi nàng lại cho người ta cảm nhận được trái tim ẩn dưới dung nhan điềm tĩnh kia có lẽ không phải hoàn toàn không có khát khao. A Thủy lại bước từ trên lầu xuống, đến phòng bếp đang qua lại bận rộn bưng mấy chén trà ngọc đoàn nhi nhìn từ xa thấy dường như có người hỏi nàng gì đó cũng không biết a thùy trả lời thế nào người nọ đối xử rất hòa nhã chỉ lên trên tầng nói mấy câu a thùy lập tức bưng trà đi lên ngọc đoàn nhi ôm phụng phụng mềm mềm trong tay không nhìn thấy bóng dáng a thùy đâu nữa nhất thời nàng cảm thấy luống cuống không ai nói cho nàng biết ở nơi toàn những con người xa lạ đi tới đi lui rộn ràng này nàng phải làm sao đây hóa ra xưa nay nàng vẫn luôn may mắn một mình trốn nơi rừng sâu vắng người gặp liễu nhãn và thẩm lang hồn tuy mặt mũi họ đều rất khó coi nhưng cả hai đều đối xử với nàng rất tốt những người gặp được sau này phương bình trai a thùy ai nấy đều thật lòng thật dạ đối xử tốt với nàng không để nàng cảm thấy cô đơn mà a thùy tỉ tỉ ngọc đoàn nhi cúi đầu nhặt rau a thùy hẳn là xưa nay chưa từng gặp may mắn A Thủy bên trà lên tầng 2, vừa bước lên tầng đã có mấy lưỡi đao kề vào cổ. ngẩng đầu lên thì thấy cả tầng lầu đều là người quen cũ ở phong lưu điếm, dẫn đầu chính là Bạch Tố Sa. Bạch Tố Sa thấy nàng bước lên thì tăng lực vào lưỡi đao. Là cô sao? Cô đến đây làm gì? A Thủy cúi đầu xuống. Nửa đường ta bị thủ hạ của đào cô nương bắt được, nghe nói tôn chủ sẽ đến, nên đào cô nương đưa ta tới đây. Ánh mắt Bạch Tố Sa lóe lên một tia sáng. Thật không? A Thùy gật đầu, bạch tố xa thu đao lại, mấy người còn lại cũng thu binh khí về. Đào cô nương không đến đây, sao lại đưa người đến? A Thùy vẫn cúi đầu. Ta bị tiểu tĩnh bắt. Bạch tố xa à lên. Thì ra là vậy, ngồi xuống đi. Nghe thám tử báo lại thì có tin tức của Liễu Nhãn. Cô ra chỗ cửa sổ ngồi đi, để cho bốn phương tám hướng đều thấy được cô. Tay nàng chỉ về cửa sổ nơi treo lâm bô, A Thùy đi tới mắt ngó ra ngoài, lâm bô đang bị treo bên dưới cửa sổ này. tầng 2 có một người bê một đĩa chân giò lên gặm, mặt nhoe nguyết dầu mỡ. người này béo ú, cụt mất một tay, chính là phủ thúy. thấy bạch tố sa bảo a thùy ra đứng ở cửa sổ, gã bật cười ha ha. nha đầu này còn chưa chết cơ đấy, là nhỉ? có à đứng ở đây, kiểu gì tôn chủ chả mò đến. ta đang nghĩ xem có nên chói chân chói tay à treo lên bên cạnh lâm bô không trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa thế cơ mà, không treo thì quá phí. Tầng hai còn có một người khác mặc đồ đen kín mít, đeo mặt nạ ra người đứng một bên. Người này nhìn lướt qua gương mặt A Thùy, đôi mắt tỏa sáng lấp lóe. Bạch Tố Sa thản nhiên nói. Ý tưởng của đông công chúa không tệ, ta thấy cũng nên treo nha đầu này lên đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Phủ Thúy gật đầu lia lia. Để ta trói. Bạch Tố Sa lạnh lùng nói ngươi mà lén bẻ gãy tay chân nàng, lỡ đâu liễu nhãn quay về rồi tuấn tình với nàng, thì ngươi có gánh nổi trách nhiệm trước mặt quỷ chủ không? Phủ thúy nuốt nước bọt đánh ực một cái, mỉm cười quái gì? Tố tố đúng là con run trong bụng ta, ngươi trói đi. Bạch tố xa rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn màu trắng, buộc hai tay A Thùy lại, nhấc lên ném ra ngoài cửa sổ, treo bên cạnh lâm bô. A Thùy một mực thuận theo không phản kháng, chẳng ngờ mới ném A Thủy ra ngoài chưa được bao lâu, đám đông vây quanh hóng hớt bên dưới bỗng nổi lên một trận xì xào nho nhỏ. Bạch Tố Sa và Phủ Thúy giật mình cảm thấy không ổn, cả hai thò đầu ra ngoài. Đúng lúc hai người thò đầu ra, sợi dây treo A Thủy và Lâm Bô bỗng đứt vực, A Thủy quát lên. Mùi muội mau chạy đi. Thế rồi rơi xuống. Một chiếc khăn màu tím nhạt theo gió bay lên, bên trên dùng bút lông viết hai chữ. Cứu người, to thật to, lúc này đang bay theo gió, càng bay càng cao. A Thủy và Lâm Bô đột một rơi xuống, lập tức có hai bóng người lướt qua như chớp, đỡ lấy họ rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Bạch Tố Sa và Phủ Thúy thoáng biến sắc, hai người này một là Văn Tú Sư Thái Phái Nga Mi, người kia là Sương Kiếm Thê Hàn, Thành Ôn Bào. Hóa ra trong lần đầu A Thủy lên lầu đã âm thầm viết hai chữ Cứu người, vào khăn tay viết xong mới đi xuống bưng khay trà lên nắm khăn trong tay giấu dưới khay trà bạch tố xa ném nàng ra ngoài nàng lập tức rũ mảnh khăn trong lòng bàn tay ra bên ngoài toàn là người trong võ lâm đôi mắt tinh tường cỡ nào tất nhiên chỉ trong nháy mắt đã nhìn rõ sau đó không biết nàng làm sao để cắt đứt dây thừng khiến cả nàng và lâm bô đều rơi xuống thoát khỏi khống chế văn tú sư thái và thành ôn bào đều có võ công cao cường nếu đã được báo hiệu trước thì ra tay cứu người là chuyện đơn giản. A Thùy, việc Văn Tú sư thái đỡ lấy, sau khi rơi xuống đất vẫn còn thở dốc chưa thôi, tay chỉ vào Lâm Bô bảo vệ, bảo vệ vị Lâm công tử này. Thành ôn bảo biết A Thùy, biết nàng và Đường Lệ từ có quan hệ thân thiết, lập tức gọi người đội ngũ kiếm hội Trung Nguyên liền vây kín xung quanh A Thùy và Lâm Bô. khi Phủ Thúy và Bạch Tố sa thò đầu ra thì đã muộn rồi bọn họ đều là người của phong lưu điếm đã biết tin tức của liễu nhãn vị lâm công tử này là ân nhân của liễu nhãn bọn họ đoán hắn nhất định sẽ đến cứu người nên mới treo hắn trên lầu a à, thùy vội vàng giải thích thành đại hiệp chỉ có liễu nhãn mới chế được thuốc giải tinh quỷ cửu tâm hoàn thiên hạ bây giờ ai cũng muốn bắt sống liễu nhãn mà hắn nhất định sẽ đến cứu lâm công tử cho nên nhất thiết phải bảo vệ lâm công tử an toàn không thể để liễu nhãn bị phong lưu điếm khống chế thêm một lần nữa Văn Tú sư thái ngạc nhiên hỏi: "Cô nương là ai?" A Thùy đứng tại chỗ, cúi đầu. "Tiểu nữ chỉ là một dân thường." Thành Ôn bào xé rách mảnh khăn buộc trên cổ tay nàng, thả nhiên đáp: "Vị cô nương này là bạn của Đường công tử." A Thùy lắc đầu, vội vàng nói: "Ta còn một em gái, vừa rồi còn ở trong lệ nhân cư, bây giờ không biết ra sao rồi, xin thành đại hiệp phái người đi tìm." nàng còn chưa nói xong thì ngọc đoàn nhi đã bế phụng phụng nhanh chân chạy ra từ cửa sau lệ nhân cư. a à thùy tỷ tỷ thấy ngọc đoàn nhi vẫn bình an, a à thùy mới thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy nàng và phụng phụng không buông. khi thư sinh áo xanh kia vừa bị treo lên lầu, người vây xem bên ngoài đã suy đoán thân phận của vị thư sinh này, cũng có người tính toán cứu hắn, nhưng cao thủ phong liêu điếm ngồi kín lầu hai dây thừng trói thư sinh áo xanh lại làm từ lưu tang tàm ti, dùng đao kiếm bình thường không thể cắt đứt. Nếu có ai đó xông lên cứu người, thì khi đang cắt dở dây thừng sẽ lỡ mất tiên cơ, lộ ra sơ hở lớn. Nếu không nhờ diệu kế của A Thùy thì rất khó cứu người, mà vị cô nương này làm sao cắt đứt được dây thừng làm từ lưu tang tàm ti. Mọi người bàn tán sôi nổi, mãi mà chưa ngã ngủ. Trong tay A Thùy còn giữ một vật, nãy giờ nàng nắm chặt không buông không để lộ dù là một chút dấu vết khi bạch tố sa bộp hai tay nàng lại đã nhét vào đó một vật sau đó ném nàng ra ngoài cửa sổ nàng dùng chính vật này để cắt dây thừng giúp mình và lâm bô rơi xuống bạch cô nương cớ sao lại âm thầm giúp mình tuy nàng không hiểu nhưng cũng biết nếu để người ta thấy sẽ đẩy bạch tố xa vào nguy hiểm nên giữ nó thật chặt không liếc nhìn lấy một cái đó là một lưỡi đao nhỏ trông giống lá liễu hết sức thon gọn, thân hơi cong cong, trên chuôi đao có một lò xo nhỏ, chỉ cần khiều nhẹ một cái là lưỡi đao bắn ra khỏi chuôi. Đao này chém sắt như chém bùn, A à, Thùy dùng nó cắt đứt dây thừng không hề tốn sức. Lúc này lưỡi đao đã tụt vào cán, cầm trong tay chẳng khác nào một khúc gỗ tròn nhãn nhụi. Phủ Thúy tiểu đầu ra khỏi lầu hai, cười nhạt. Nha đầu này không ngờ lại mang theo sát liễu. Tố tố, vừa rồi ngươi không lục soát người à, cho cẩn thận đúng là sai lầm. Gã không cảm thấy trên người A Thùy mang theo lưỡi đao quý hiếm là chuyện lạ. A Thùy và Đường Lệ từ qua lại thân thiết. Đường Lệ từ có gia tài vạn lạng. Tặng A Thùy một lưỡi đao sắc đề phòng thân cũng chẳng có gì lạ. Bạch Tố Sa lạnh lùng khom người thi lễ. Thuộc hà sai sót. Phủ Thúy phất tay. Thôi thôi, ai mà ngờ được nha đầu A Thùy này lại to gan lớn mật như thế chứ. Cũng không hiểu sao ả à muốn cứu Lâm Bô, càng không thể biết ả mang theo sát liễu trong người. Ha ha, sát liễu sát liễu, lần này ả mò về, lẽ nào vì muốn giết liễu nhãn? Người áo đen lặng lẽ ngồi bên cạnh quan sát thản nhiên nói. Lâm Bô được cứu, xem ra kế hoạch hôm nay có biến rồi. Nhưng Lâm Bô rơi vào tay kiếm hội trung nguyên thực ra cũng chẳng khác gì rơi vào tay quỷ chủ. Bạch Tố Sa cười nhạt. Vấn đề là hôm nay liễu nhãn rốt cuộc có đến không? Nếu hắn không chịu xuất hiện, hoặc là xuất hiện nhưng rơi vào tay kẻ khác, thì chúng ta chuẩn bị lực lượng muốn bắt đám người văn tú sư thái, thiên tầm tử, hồng môn kiếm sẽ khó khăn hơn nhiều, không chừng còn chết hết cả quân. Ánh mắt nàng lướt qua những người đứng trên lầu hai Trước mắt chúng ta đã không thể khống chế cuộc diện nữa. Phủ thúy kìa hì hì. Quỷ đồ vẽ về sớm thôi, ngồi xuống ngồi xuống, dùng bữa dùng bữa đi. Gã lại dựa bàn cắm cúi ăn, bạch tố xa đi tới nhàn nhạt, nhạt, uống một chén rượu. Vừa rồi sau lưng lệ nhân cư bốc lên nhiều luồng khói đen, diện tích rất lớn. Các môn phái tuy không giao lưu, nhưng cũng biết sau núi chắc chắn có chuyện. Lúc này thành ôn bào và văn tú sư thái ra tay cứu lâm bô, thế là mọi người súng vào, mồm năm miệng 10 bàn tán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thư sinh kia, ngươi là ai? Một gã ăn mày khoác tay nải chen đến bên cạnh thành ôn bào, vươn bàn tay bần thỉu ra nắn bóp khắp người Lâm Bô một lượt. Sao lại cứu giang hồ đệ nhất ác nhân thế? Người có biết hắn là tên dâm tặc chuyên làm nhục con gái nhà người ta? Gã còn chưa nói hết câu, văn tú sư thái đã ra sầm mặt mũi. Hình khiếu hóa, cái miệng ăn nói cho sạch sẽ. Môn hạ Nga mi có vài đệ tử bị liễu nhãn mê hoặc gia nhập đội ngũ bạch y dịch sứ, uống tinh quỷ cửu tâm hoàn, nhưng vẫn chưa thất thân, Nghe hình khiếu hóa nói vậy đương nhiên nổi nóng. Hình khiếu hóa vội vàng ngậm miệng cười cười. Lão ăn mày đáng chết, đáng đánh, đáng đánh. Nhưng thư sinh này trông mi thanh mục tú thế kia, sao lại dây dưa với ma đầu cơ chứ? Lão ăn mày ta tò mò quá. Lâm bồ đứng giữa đám người, sau khi bị bắt hắn đã gặp nhiều quái nhân rồi nên càng thêm bình tĩnh. Chỉ cười cười đáp lại, thi lễ tạ ơn cứu mạng với thành ôn bào, rồi không nói thêm câu nào nữa. Đồng hồ bút quay ra hỏi thăm các môn phái vài câu đơn giản, người chúng độc trong các môn phái có nhiều có ít, tổng cộng khoảng gần trăm người, họ đều muốn lấy thuốc giải của liễu nhãn, cũng rất nhiều người muốn lấy mạng liễu nhãn. Thành ôn bào giữ chặt kiếm trong tay, vào giờ phút này, dù là đội ngũ phong liêu điếm đang án binh bất động hay là đám giang hồ bạch đảo tạp nham thì tinh thần đều đang bị kích động, chỉ chờ một người đến. Chỉ cần liễu nhãn xuất hiện sẽ lập tức sẽ đưa hắn đi tuyệt đối không để cho tên ma đầu kia biến mất một lần nữa thành ôn bào nắm chặt thanh kiếm tâm trí kiên định phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn